Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại sự việc một nữ hành khách gay gắt chửi bới một nữ nhân viên tại quầy check-in của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, khiến nhiều người chú ý. Theo đó, trong quá trình kiểm tra hành lý tại quầy, giữa vị khách này và nữ nhân viên đứng quầy xảy ra mâu thuẫn liên quan tới hành lý xách tay bị quá cân. Lúc này, mặc dù đang đi cùng con nhỏ nhưng vị nữ hành khách vẫn lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm hướng về phía nữ nhân viên, làm náo loạn cả khu vực check-in, đang có rất đông hành khách xếp hàng chờ lượt. Xúc phạm là chuyện bình thường, con tôi nhỏ như thế, giờ phải bế lên trên cầu thang tôi làm sao đi được, thì nó lại trả lời đấy là việc của chị. Người ta thấy người già với trẻ em, người ta còn phải giúp đỡ. Vị khách nữ nói, đỉnh điểm, khi nữ nhân viên đáp lại, dù chưa kịp nói hết câu, do thái độ của chị, thì người phụ nữ liền nổi đoá, chửi bới gay gắt hơn nữa. Thái độ của tao thế đấy, ta năn nỉ mày không cho, nên bố mày phải nói như thế đấy. Cái loại mày ra đường người ta vả vào mặt mày, một ngày tao phải chạy 5 triệu tiền Facebook cho con này ế chồng. Người phụ nữ lớn tiếng nạt nộ. Người phụ nữ sau đó được mời vào làm việc tại khu vực an ninh của sân bay. Tuy nhiên, chị này vẫn giữ thái độ bất hợp tác, lớn tiếng mắng nhiếc các nhân viên an ninh có mặt tại đây. Sự việc hiện vẫn đang khiến mạng xã hội xôn xao. Nguyên nhân cụ thể dẫn tới mâu thuẫn giữa khách hàng và nhân viên Vietnam Airlines vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, cách hành xử thiếu kiềm chế và hành vi chửi bới xúc phạm người khác nơi công cộng vẫn khiến người phụ nữ nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.